Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Giống Cây Trồng Vũ Nông. Hôm nay thì là ngày mùng 1 tháng 9, đang trong kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9. Vừa tròn 3 tháng từ ngày Phú Nông bắt đầu trồng nho trên sân thượng. Thì những cái cây mà trên sân thượng, trên tầng, trên nóc ấy, thì nó đang có cái số ngày tuổi là 3 tháng. Còn cái hai cái cây dết mà em trồng ở bên dưới này đấy, thì nó trồng trước khoảng 10 ngày, thì hai cây này là đang 3 tháng 10 ngày. Thì hôm nay nhân tiện nghỉ rảnh rỗi, các bác cũng rảnh và em cũng rảnh, thì em quay các bác một video về cái chủ đề đó là chúng ta làm cái dàn xương cá và chúng ta làm cái khung dàn ấy, làm sao mà cái giá nó rẻ nhất, nó ít chi phí nhất mà nó vẫn đạt được các cái hiệu quả của mình. Thì đầu tiên này các bác thấy này. Em nói về cái chủ đề đầu tiên đi, là cái chủ đề về cái cách làm dàn đi. Thì như các bác thấy ở đây là em đang dùng các cái hộp vuông này. Đấy, hộp này là hộp vuông 4 này. Đấy. Ở đây trên là những cái V. Đây là V các bác nhá. Đây là sắt V. Thì bản thân cái sắt này khi mua ấy, em mua ấy, nó là sắt cũ. Sắt cũ. Lý do khi mà em mua sắt cũ là gì? Lý do thứ nhất là cái giá của nó rẻ. Rẻ so với cái giá chung của các cái loại sắt mới bán trên thị trường là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái sắt cũ này này có những cái loại mà nó còn tốt, nó sản xuất khá lâu rồi, chất lượng sắt còn tốt hơn cả cái sắt, một số cái sắt nếu mà chúng ta mua sắt mới mà nó là những cái hàng mà không có thương hiệu hoặc là chất lượng sắt thép nó kém ấy, thì nó còn thấp hơn so với những cái loại sắt cũ này. Nếu như em mua đây là những cái hộp hoặc là những cái V này này, nó rất là dày, nó dày ni 8 ấy, một ni 8. Và cái mạ kẽm, cái lớp mạ kẽm nó vẫn còn. Sau khi em thi công xong ấy, thì em quét cái sơn này, sơn chống rỉ màu cà phê, thì nên là nhìn nó cũng không khác gì là mới cả. Thậm chí là nhìn nó cũng khá là đẹp, theo cái cảm quan của em là như thế. Đấy là về cái khâu đầu tiên là khâu chọn sắt. Em nói qua một lại một tí về cái giá ấy. Giá thì em mua không nhầm thì nó rơi vào tầm khoảng 13.000 một cân. 13.000 một cân, mà bây giờ nếu các bác mua sắt mới nó rơi vào tầm khoảng 20 hoặc hơn. Đấy. Thì giá sắt cũ nó rẻ bằng khoảng tầm 2/3. 2/3 sắt mới. Là cái thứ nhất này, cái thứ hai là về cái dàn, cái khung dàn. Thì ở đây thì em đang làm ở trước cái ban công. Đây là gần như là một cái chỗ gọi là, đây là cái vị trí tầng 1 nhà em này, bên dưới đấy, dưới nền đấy. Đây là mái của tầng 1 này. Thì em không xây hết đất mà em để một cái ban công rất là rộng, tương đương với một phòng ấy. Chỗ này nó rơi vào tầm khoảng 20 m² ở khu vực đằng trước để em trồng cây, làm chỗ chơi. Bình thường cái chỗ này ấy, thì mọi nhà là làm bằng mái tôn. Mái tôn thì thứ nhất là mái tôn nó nóng. Cái thứ hai là ở trên thành phố này rất ít cái không gian để chơi, rồi trồng cây rất ít không gian xanh. Nên chính vì thế là em lựa chọn là em sẽ đổ mái. Đổ mái và chỗ này em làm cái thành cái bồn trồng cây. Ở trong bồn thì có thể là trồng nho này, như em đang trồng này. Nho, các loại rau thơm. Đây là một cây kinh giới này. Đây là cây nấm, đây cây nấm mè. Hôm trước là có đổi cho một bác về để trồng này. Đây có táo tàu. Đấy. Thì em làm cái ban công này để trồng các loại cây rau, đặc biệt là các loại rau thơm. Ở đây là hoàn toàn là trồng hữu cơ để mình ăn, thì nó sẽ đảm bảo và nó ngay đằng trước của cái căn phòng của mình. Thì mình không muốn sử dụng hóa học hay là các loại mà thuốc. Đấy, còn bên trên thì mình trồng nho, vừa mát vừa có quả. Bên dưới thì trồng các loại rau thơm, thì bản thân các loại rau thơm ấy là nó cần ít nắng.
Đấy, quay lại về cái khung giàn các bác nhá. Thì các bác này, khung giàn này, các bác thấy này, em làm khung giàn nó khá là sơ. Nếu mà bác nào mà làm những cái giàn mà nó cầu kỳ hơn ấy, thì các bác sẽ thấy là khung giàn của em nó khá sơ dài. Nhưng mà về cơ bản ấy, là em dùng toàn bộ bằng sắt. Thứ nhất là sắt to, thứ hai là cái bản thân cái khoảng cách này này nó cũng khá là phù hợp. Đấy, em chỉ đi sắt cột. Còn cái đầu này, cột hai cột bên ngoài này, hai cột bên ngoài này. Còn cái đầu này thì em sẽ bắn thẳng vào trong cột nhà luôn. Đấy, bắn thẳng vào cột nhà. Còn sắt biên đi 4 cây sắt biên bên trên. Đấy, 4 cây sắt biên 4 góc. Đấy. Còn ở giữa này, các bác thấy này, em đi toàn bộ bằng cái dây này. Đấy, các bác thấy về cái độ căng nhỉ, rất căng nhé. Cái dây này ấy, nó gọi là cái dây rằng mái. Nó gọi là cái dây rằng mái của các bác mà trồng nho mà dàn chữ Y mà cái mái tre đơn giản ấy, thì nó gọi là cái dây rằng mái. Dây rằng mái này thì nó là cái dây dây nhôm, dây kẽm bện. Nó rất là chắc chắn và độ bền nó có thể đến khoảng tầm 4-5 năm. 4-5 năm, thậm chí là hơn ấy. Có thể là hơn, nó kéo dài hơn ấy. Nhưng mà mình cứ tạm thời mình lấy con số khoảng 4-5 năm đi. Thì cái dây này thì thứ nhất là nó bền. Cái thứ hai là nó rất là rẻ. Và cái thứ ba là nó rất là nhẹ. Chính vì thế khi mình làm giàn ấy thì nó rất là nhàn, nó không nặng nề. Nếu mà các bác đi toàn nhiều bác ấy, là các bác sẽ đi bằng sắt hộp nhỏ, ví dụ hộp vuông 15 hoặc là vuông 2, hoặc là các bác dùng sắt tròn hoặc là 10 sắt hộp vuông hộp chữ nhật thì các bác đi. Thì nó, thứ nhất là chi phí nó rất là đắt, cái thứ hai nó là cái nó rất là nặng cái mái của mình. Và cái thứ ba là khi mà chúng ta đan sắt to ấy, thì nhìn về mỹ quan này nó cũng không được đẹp. Có thể là nhìn nó chắc chắn nhưng mà nó nặng mái thì thực ra cái chắc chắn đấy nó cũng sẽ không tốt. Chủ yếu là cái dây giàn của chúng ta ấy, nó phải căng, phải chắc và nó làm sao mà nhìn nó thanh thoát một tí thì nó sẽ dễ hơn. Đấy, thì cái dây này nó còn có một cái ưu điểm ấy, là nó lại khá là mềm. Khi mà nó ở cái trạng thái mà chúng ta chưa kéo căng ấy, nó rất là mềm. Nó giống như kiểu là cái dây bện bình thường của mình thôi. Chính như thế mà mình thao tác, ví dụ mà các bác kéo ra để các bác mà chúng ta đan ấy, thì nó rất là dễ. Chứ không giống như kiểu cái dây thép cuộn. Dây thép cuộn, ví dụ cuộn 3 ni hoặc 4 ni ấy, thì nó, một là nó cứng, cái thứ hai là nó đi theo cái vòng thép nó đã được định hình sẵn rồi, nên khi mình làm ấy thì nó sẽ mất công, mất sức, rồi nó khó hơn là so với cái dây này. Cái dây này ấy thì nếu các bác nào mua thì thực sự là nó cũng hơi lãng phí. Đây, em quay cho bác xem này, cái cuộn này. Cái cuộn này thì nó rất là dài. Nó bán theo cuộn lẻ thôi, nó chỉ có mấy chục nghìn một cân thôi, nhưng mà nó dùng thì cực kỳ là nhiều và đa dụng. Gần như là các bác giằng mái, các bác đan giàn hoặc là các bác làm tất cả các công việc mà liên quan đến kéo chằng, hoặc là chúng ta sử dụng như một cái loại dây bình thường thôi, bởi vì nó rất là mềm. Đây này. Đấy, nó rất là mềm. Đấy. Còn đấy là về cái việc mà chọn cái dây nhá. Chọn cái dây, hoặc là em nói lại một tí là đầu tiên là chúng ta là về cái việc mà chúng ta làm các cái cột kèo sắt thì các bác có thể sử dụng sắt cũ. Rồi mình gia công lại, mình sơn sửa lại thì nhìn nó cũng không khác gì sắt mới. Sắt mới mà các bác, sắt mới mà sau khi mà các bác làm mà các bác không sơn đến một thời gian sau này nó cũng rỉ, nhìn nó cũng sẽ rất là xấu. Còn sắt cũ sơn rồi thì nó cũng
lại nhìn không ai nhận ra là sắt cũ. Rồi cái thứ hai là bây giờ chúng ta đan cái dai dây dàn. Dây dàn thì như em đang làm, em dùng cái dây bện này. Còn các bác mà đan bên trên mà các bác dùng sắt hộp thì nó nặng này. Đấy. Thì quay lại tiếp là về cái dây dàn này, bây giờ thứ các bác sẽ đan khoảng cách bao nhiêu? Đây, như khi em làm ấy, khi em làm cái khung ấy thì em yêu cầu thợ này đo cho em và đan cho em khoảng cách là 40-40. Đây, cái này là 40 nhé. Ô này là ô 40-40. Thì toàn bộ những cái ô này, này nó sẽ tạo thành một cái lưới. Khi sau khi mình đan xong nó sẽ tạo thành cái lưới. Hoặc là một cái ô bàn cờ, ô caro đấy, nó sẽ rơi vào tầm 40x40. Thì cái khoảng cách 40x40 là một cái khoảng cách gọi là nó phù hợp cho cái cây nhỏ ta phát triển. 30x30 cũng được, nhưng mà 30 thì nó sẽ nói chung là nó sẽ hẹp hơn. Và khi chúng ta thao tác ở trong cái các cái công đoạn, ví dụ các bác tạo cành hoặc các bác kéo hoặc là các bác cắt, để các bác cắt cành để chúng ta cho ra hoa ấy, thì nó sẽ vướng víu hơn là so với 40. Đấy, thì thông thường người ta sử dụng 40 các bác nhá. Rồi, đấy là về cái việc mà khung dàn. Em nói qua, em tiết lộ thêm các bác một chút về cái chi phí nhá. Thì cả cái khung dàn này của em ấy thì tính ra là chưa đến 1 triệu. Bởi vì là hôm đấy là em mua cái tiền sắt ấy là 2 triệu mấy, thì ở trên chủ yếu là ở khu vực ở trên mái thôi, còn cái sắt dưới này nó không đáng kể, chỗ này chỉ khoảng mấy trăm thôi. Rồi mất một ngày công thợ thì nó rơi vào tầm khoảng một ngày nó rơi vào tầm 500, thì dưới này chỉ làm đấy chưa đến nửa buổi sáng thì người ta đã làm xong rồi đấy. Rồi nước non vài chai nước, rồi mua một nọ sơn mấy chục về quét, thế là các bác có một cái dàn nho 20m2 mà chỉ có chưa đến 1 triệu. Thì em thấy chi phí này là rất là rẻ. Bởi vì là có rất nhiều bác ấy, là các bác làm cái dàn này 20m2 nhưng mà nó phải rơi đến tầm 3-4 triệu, thậm chí là hơn nếu các bác làm bằng sắt hộp. Hoặc là các bác chúng ta không lựa chọn sắt cũ mà chúng ta làm sắt mới thì nó rất là đắt. Đấy là về cái làm dàn. Cái chi phí làm dàn này thì tuy là đối với một số bác nó không nhiều, nhưng mà nó đối với một số anh chị em chúng ta gọi là có cái gọi là bắt đầu mà vào nạt, nó có thú vui nho nhỏ thôi, thì chúng ta nên hạn chế cái chi phí ít nhất là có thể, và nó vẫn đạt được một cái không gian, một cái mô hình đẹp cho chúng ta. Thì đây cũng là một cái mà gọi là mà một cái ví dụ của gia đình em để các bác tham khảo, các bác xem là có nó hợp lý với gia đình chúng ta hay không. Rồi thì đấy là về cái làm dàn, làm mái. Thì video tiếp theo thì em sẽ quay về cái hướng dẫn các bác, chia sẻ các bác cái cách trồng dàn nho. Đây là dàn nho theo cái phương pháp tạo cành, đó là tạo cành hình xương cá các bác nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé.